Tiệp ở nước Ý cho biết một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa có trong atiso sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, điều tiết sự lưu thông của mật. Lá atiso chứa một loại chất chống oxy hóa được gọi là sinarin, có tác dụng điều tiết dòng chảy của mật trong hệ thống dẫn mật, tốt cho gan. Chất chống oxy hóa sinarin và silymarin có trong atiso rất có ích cho gan. Một số thí nghiệm cho thấy chúng còn có tác dụng phục hồi chức năng của gan. Trước đây, atiso thường được sử dụng trong khoảng thời gian dài như là thảo dược thay thế cho thuốc trong việc điều trị một số bệnh về gan, cải thiện khả năng tiêu hóa. Atiso giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, chúng là thuốc lợi tiểu tự nhiên, hỗ trợ chức năng tiêu hóa, cải thiện chức năng của túi mật và mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với gan. Điều trị chứng buồn nôn, những tác dụng tích cực của atiso đối với gan sẽ giúp cho việc điều trị chứng buồn nôn một cách hiệu quả. Vì thế, bạn nên sử dụng lá atiso nếu như có triệu chứng buồn nôn. Giảm cholesterol. Các thành phần hóa học có trong lá của atiso có thể làm giảm lượng cholesterol bằng cách kiềm chế HMG CoA reductase, hợp chất tổng hợp cholesterol. Chúng làm gia tăng cholesterol tốt HDL, bảo vệ và chống lại cơn đau tim và giảm thiểu các cholesterol xấu LDL, tạo các mảng bám trên mạch máu, gây đau tim và đột quỵ. Lượng chất xơ cao. Một cây atiso lớn chứa 1/4 lượng chất xơ cần thiết hàng ngày cho cơ thể. Một cây atiso cỡ vừa sẽ cung cấp nhiều chất xơ hơn là một cốc mận khô. Atiso thần dược. Bệnh gan, atiso là loại cây thấp, cao khoảng 1-2 mét, thân và lá có lông trắng như bông, lá mọc so le, tuyến khía sâu, có gai, cụm hoa hình đầu, màu tím nhạt. Lá bắc ngoài cua, cụm hoa dày và nhọn, phần gốc nạc của lá bắc và đế hoa ăn được, lá to, dài 1-1,2 mét, rộng 50 cm, mặt dưới có nhiều lông hơn mặt trên. Cây được di thực và trồng nhiều ở Đà Lạt, Sapa. Tam đảo hoa atiso có tác dụng bổ dưỡng, kích thích tiêu hóa, lợi gan mật, trợ tim, lợi tiểu. Thường dùng nấu canh, khi nấu chú ý không dùng nồi gang hoặc nồi nhôm vì hoa sẽ bị đắng, khó ăn. Bộ phận của cây atiso được dùng làm rau ăn là cụm hoa, bao gồm đế mang hoa, các lông tơ và các lá bắc có phần gốc mềm màu trắng bao chung quanh. Trong 100g bông atiso có chứa 3-3,15g protein, 0,1-0,3g lipid, 11-15g glucid chủ yếu là inulin và 82g nước. Cụm hoa được dùng trong chế độ ăn kiêng của người bệnh đái tháo nhạt vì nó chỉ chứa lượng nhỏ tinh bột. Phần carbon hydrate gồm phần lớn là inulin, ngoài ra còn có chứa các chất khoáng như mangan, phosphor, sắt, các vitamin A, B1, B2, C, cung cấp 50-75 calori. Bông atiso khi nấu chín có tác dụng bổ dưỡng, tăng lực, kích thích tiêu hóa, làm ngon miệng, lợi gan mật, trợ tim, lợi tiểu, chống độc, tăng tiết sữa cho sản phụ khi hầm với chân giò. Trong đông y, hoa atiso dùng trong các trường hợp đau gan, đau dạ dày, ăn uống không tiêu, sản phụ ít sữa, tiểu đường thống phong, thấp khớp, suy nhược cơ thể. Lá atiso vị đắng, có tác dụng lợi tiểu và được dùng trong điều trị bệnh phù và thấp khớp. Lá tươi hoặc khô sắc hoặc nấu thành cao chữa bệnh về gan, gan viêm mạn, da vàng, thận viêm cấp và mạn, xương khớp xương. Thuốc có tác dụng nhuận trường và lọc máu nhẹ đối với trẻ em. Thân và rễ atiso thái mỏng, phơi khô, công dụng giống lá. Atiso được dùng trị bệnh ở châu Âu từ lâu như vị thuốc làm mát gan, nhuận trường, thông tiểu. Atiso được coi là thần dược đối với bệnh gan vì nó làm sạch các độc tố trong gan. Bởi gan làm chức năng lọc thải chất độc nên dễ bị nhiễm độc gan.
làn da của bạn cũng phụ thuộc vào chức năng gan khỏe hay yếu, tiêu hóa tốt hay không. Vì vậy, trà Atiso sẽ cải thiện làn da của bạn rất nhiều. Nếu bạn uống quen trà Atiso, bạn sẽ thấy vị của nó khá đậm, đã dễ chịu và cũng khá ngon. Atiso làm cho da mịn màng và trở nên tươi sáng hơn do nó có tác dụng làm mát gan, giải nhiệt, thải độc tố, giúp da ít bị mụn và khô ráp. Tuy nhiên, nếu bạn không thích uống trà thì có thể dùng nó như một loại nước tắm chăm sóc da. Bạn có thể dùng toàn bộ lá tươi hoặc mua loại trà đóng sẵn trong túi, nhưng nếu dùng được lá tươi là tốt nhất. Có thể khi dùng lần đầu bạn sẽ có phản ứng chưa quen với Atiso như đau bụng. Da có thể hơi có biểu hiện khác, nhưng sau vài ngày triệu chứng đó sẽ biến mất. Atiso là một thảo dược khá được nhiều người biết đến công dụng của nó từ thời xa xưa ở Âu Châu. Atiso đã được dùng để trị bệnh với tác dụng mát gan, nhuận trường, thông tiểu. Những nghiên cứu gần đây cho thấy dễ chỉ làm nước uống thông tiểu chứ không tăng tiết mật. Hoa chỉ làm rau ăn chứ không có tác dụng trị bệnh. Lá có nhiều hoạt chất, nhất lá non nhiều hoạt chất gấp đôi lá già. Những công trình nghiên cứu gần đây cho thấy Atiso có nhiều tác dụng, trong đó có một số ảnh hưởng đến gan mật như sau: tăng tiết mật và trị tiêu hóa trì trệ, đầy bụng, sình bụng, sôi bụng, chậm tiêu, táo bón, giảm cholesterol máu. Do Atiso ức chế gan sản xuất cholesterol nội sinh, chống oxy hóa và giải độc gan, nhất là giải độc carbon tetrachloride ở gan, thông tiểu. Lá và rễ Atiso đều có tác dụng thông tiểu, giúp đào thải ure máu và độc tố trong gan qua đường tiểu. Vì những tác dụng trên nên trong dân gian truyền khẩu rằng uống Atiso có tác dụng mát gan và giải độc gan. Ngoài ra, vì Atiso là một loại thảo dược không độc, vì vậy mà nhiều người cho rằng càng uống nhiều lượng lớn thì càng mau khỏi bệnh. Số khác thì cho rằng Atiso là vị thuốc bổ, càng uống lâu dài càng bổ nhiều. Tuy Atiso không độc, nhưng Atiso có vị đắng. Theo đông y, tỳ vị dạ dày thích vị ngọt chứ không thích vị đắng. Vì vậy nếu dùng lâu ngày hoặc dùng lượng lớn sẽ có thể làm tổn hại dạ dày. Các nghiên cứu cho thấy rất hiếm gặp trường hợp dị ứng với Atiso. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc thường xuyên với Atiso đôi khi bị dị ứng, đã có trường hợp nhạy cảm chéo với chất chrysanthemum, arnica và pyrethrum là những hoạt chất có trong Atiso. Vì vậy dùng lượng lớn hoặc dùng thường xuyên là điều không nên. Atiso tốt nhưng chớ lạm dụng từ lâu. Atiso được biết đến với công dụng là giúp giải nhiệt hiệu quả. Mọi người thi nhau sử dụng mà không biết rằng nếu lạm dụng chúng cũng gây hại cho sức khỏe. Vị ngọt thanh mát của thức uống khiến cơ thể trở nên mát mẻ, nhẹ nhàng trong những ngày nắng nóng. Người này dì tai người kia dùng Atiso tốt cho sức khỏe, đặc biệt là làm mát gan mật và tăng cường bài tiết. Lương y Vũ Quốc Trung, phòng khám đa khoa Chùa Cảm Ứng, Hà Nội cho biết Atiso vừa là thực phẩm vừa là thuốc, trong đó hoa là bộ phận có giá trị nhất. Người ta có thể dùng chúng để làm thức uống, hâm với móng heo, nấu canh, súp đều rất ngon và bổ dưỡng. Nói về tác dụng của Atiso, lương y Vũ Quốc Trung khẳng định Atiso rất bổ dưỡng, giúp tăng cường sinh lực, kích thích ăn ngon. Đặc biệt Atiso rất tốt cho gan, mật, tăng bài tiết nước tiểu, chống độc, lợi sữa, giảm cholesterol trong máu. Trong Atiso có 3% là chất đạm, 0,1-0,3% chất béo, 11-15,5% chất bột. Ngoài ra Atiso cũng rất giàu sắt, vitamin A, C, B1, B2 là những chất rất cần thiết cho sức khỏe. Tuy nhiên, người sử dụng chỉ nên dùng Atiso theo liều lượng. Người bình thường dùng không quá 10g Atiso khô một ngày, người có bệnh thì có thể dùng nhiều hơn một chút.
Lương y Quốc Trung cho biết ông chưa ghi nhận được ca cấp cứu nào do ngộ độc atisôn, nhưng đã có không ít người lạm dụng thức uống này dẫn đến phản tác dụng. Atiso cũng là một loại thuốc nên việc sử dụng cần đúng liều lượng, nếu không sẽ gây co thắt toàn bộ cơ trơn của đường tiêu hóa. Đây chính là nguyên nhân gây đầy hơi, chướng bụng nếu sử dụng atiso quá nhiều. Việc sử dụng sản phẩm làm mát này không đúng cũng khiến các cơ quan trên cơ thể, đặc biệt là gan, mật phải làm việc nhiều nên vô tình lại gây hại chứ không có tác dụng trị bệnh. Bên cạnh đó, atiso còn có tính hàn nên không thích hợp với người ăn uống khó tiêu hay gặp vấn đề về đường tiêu hóa. Lương y Quốc Trung nói, vì vậy, không chỉ riêng với atiso mà với bất kỳ thảo dược nào cũng thế, người bệnh và người muốn phòng bệnh cũng không nên tự ý sử dụng theo lời đồn. Đừng quên là hoạt chất nào dù là thuốc cũng phải được gan chuyển hóa hoàn chỉnh mới phát huy được tác dụng như mong muốn. Nếu gan bị ảnh hưởng vì dùng quá liều thì dù uống thuốc tiên cũng không có tác dụng. Lưu ý, theo Đông y và Tây y, mọi loại thực phẩm dẫu có tốt còn phải phù hợp với từng người. Không thể tùy tiện sử dụng thoải mái vì có thể gây hại cho những người có cơ địa đặc biệt và không phù hợp. Khi sử dụng số lượng nhiều cần hết sức theo dõi, nếu có biểu hiện khác thường nên dừng lại và kiểm tra tại cơ sở y tế ngay để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Đó là một số đặc điểm và công dụng của atiso. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.